Sáng ngày 25 tháng 1, thành phố Uông Bí tổ chức lễ gắn biển công trình đường nội thị và quy hoạch khu dân cư tổ 30 khu 8 phường Quang Trung chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Uông Bí. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Công trình đường nội thị và quy hoạch khu dân cư tổ 30 khu 8 phường Quang Trung có tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Dự án công trình được san nền toàn bộ diện tích quy hoạch xây dựng 5 tuyến kè chắn đất tại các khu vực tranh lệch cao độ, tiếp giáp giữa dự án với khu đất hiện trạng. Cùng với đó, dự án được đầu tư hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện đồng bộ cho khu dân cư và hệ thống giao thông bao gồm 7 tuyến, có chiều rộng mặt đường từ 5,5 đến 12,5 mét. Sau hơn 10 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh đồng bộ hiện đại về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật. Việc xây dựng khu dân cư khu 8 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí đã đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân thành phố, đồng thời cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Uông Bí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo điều kiện thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng tại địa phương.